Thằng Thiên nó thuê nhà dì của anh. Anh có kêu nó sang ở chung với anh mà nó không có chịu. Quỷ đó là một cái đứa mà không có thích dính dáng tiền bạc với bạn bè. Là một đứa sòng phẳng, không biết đùa mà cũng không biết giỡn nữa. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy nó phản ứng mạnh như vậy. Trước giờ có chuyện gì nó cũng giấu hết á. Không khóc, không cười. Rồi riết anh cũng không biết nó làm sao luôn. Em có nhớ lần đầu tiên mẹ em gặp nó không? Khác lắm đúng không? Mà anh ơi, tại sao anh Thiên với anh Đăng hai người lại chia tay ạ? Nhắc tới là tức cha nội đó. Ông Đăng á, thì ra ông là cha thẳng. Rồi hai người đó tự nhiên quẹt nhau chung một cái app hẹn hò gì đó. Rồi nói chuyện, dính nhau lúc nào không hay luôn. Về sau thì mẹ ông Đăng biết chuyện hai người quen nhau, lên cơn đau tim mà qua đời. Nhưng mà sau tất cả mọi chuyện á, cái điều mà làm anh hận ông nhất á, ông lại nói là cái mối quan hệ của hai đứa không bình thường. Nắm tay, ôm, hôn mà vẫn kêu đó là bạn. Anh phải kể cho em nghe chuyện này á, thì người khác sẽ kêu là anh nhiều chuyện. Nhưng mà tại sao anh phải dùng từ kể chuyện? Là vì đó là một chuyện đã xảy ra, một chuyện ở trong quá khứ. Nó rất là có ý nghĩa lịch sử và rất là có ý nghĩa với cuộc đời của thằng Thiên. Phải không ta? Không biết nữa. Chắc là một bài học. Đối với thằng Thiên á, cảm xúc của em mới là quan trọng nhất. Nên trước sau gì người tổn thương cũng sẽ là em. Nếu như mà em thật sự có tình cảm với nó thì em cứ nói cho nó biết đi. Nhưng mà nếu đó chỉ là sự tò mò hay là rung động nhất thời thì em nên liệu cơm rắp mắm mà giải quyết đi. Thằng Thiên nó chuẩn bị cho em ra chuồng gà rồi đó. Nhưng mà hình như nó chưa có lấy được tiền kịch bản nên chưa có gom đủ. Tranh thủ cái lúc mà nó còn đang trả tiền nhà cho em á, mày nắm bắt cơ hội đi. Ngày mai phải đóng tiền nhà rồi. Thằng Thiên thì chắc nó cũng không còn tiền đâu. Anh thì chỉ còn có nhiêu đây à. Cầm đi. Anh không? Mày nhìn cái gì? Bạn bè lúc hoạn nạn mà không giúp đỡ thì ai coi tao ra gì nữa? Đừng có thấy là lúc nào tao cũng dịu 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 rồi tưởng tao vô chi. Nhiêu đó cũng còn chưa đủ đâu. Không sao, để ngày mai em tìm cách. Ừ. Ra dán chồng nó hơn rồi đó. Thôi, đi vô.